Mọi người chuẩn bị bắt đầu. Thanh niên DJ nói trên mic ở bên trên. Mọi người tưởng dễ vậy sao? Không. Đây là sàn nhảy. Dưới cái sàn nó sáng lên. Có những cái đèn spotlight từ trên trần chiếu vào mình. Có người màu đỏ, có người màu vàng. Chúng ta phải nhảy khắp sàn nhá. Mỗi cuối 6 giây, mọi người không đúng đứng chỗ mà cái đèn spotlight của mình chiếu lên thì sẽ ăn đam. Cái này nó sẽ chiếu thẳng lên trên và cả bay cũng phải đúng chỗ, đúng không? Tên DJ quyết định thử thách mọi người hơn. Đổi nhạc, kéo theo sàn nhảy cũng đổi vị trí đèn. Má ơi, móc điện thoại ra, gọi lại cho thằng D khi nãy. Anh biết là chú mày vừa mới chạy ra khỏi một chiếc xe hơi. Này phải nhảy từ chiếc thằng một chiếc xe hơi khác. Chứ mà bây giờ chúng ta còn bị xóa, từ bị đọc mái nhà nhảy xuống. Ok, em đã nhờ được một cái phù thủy teleport em vào sàn đây rồi. Đấy ạ. Ok. Chào mừng mọi người đã trở lại với biên độ ắt cơ Devil sẽ dần disco trong một thế giới D&D đầy âm nhạc và cá tính những năm 1970. Buổi chơi này được chia làm 3 phần, 3 video và đây là phần cuối với boss battle trên sàn disco. Còn các phần khác thì các bạn có thể tìm thấy ở dưới bình luận. Game này chú trọng vào meme và rule of cool, luật của sự cool ngầu để tạo ra một mạch truyện đậm cá tính. Cảm ơn các hội viên YouTube và Patreon đã ủng hộ thiện cho quá trình xây dựng một cộng đồng D&D Việt Nam phát triển và lành mạnh. Hiện mua được nhạc bản quyền dùng trong video này là hoàn toàn nhờ các bạn đấy. Ở các phần trước, chúng ta đã được giới thiệu đến biệt đội Atco, một biệt đội chuyên xử lý các vấn đề về ma thuật trong thành phố âm nhạc Dazzling Water. Bốn người bọn họ, Ray, Grace, Michael và Joe đã bảo vệ những người dân khỏi những ác quỷ trên đường phố giữa đêm. Rồi sáng hôm sau, họ tham gia một dance battle trên bãi biển để tìm thông tin nguồn gốc bọn ác quỷ này. Tập trước kết thúc ngay sau dance battle, biệt đội Atco có một buổi chiều nghỉ ngơi trước khi tìm đến hang ổ của bọn ác quỷ trên một sàn disco vào tối đó. Mọi người cũng có một buổi chiều để chuẩn bị hoặc là nhảy nhót hoặc là đi theo chị DJ nào đấy. Nhảy xuống sân khấu của hết đó là hey, sao? Cái em theo thế nào? Đứng ra không? Anh đỉnh chứ anh? Chỗ là khoác vai và tay này thì bắt đầu là luồn qua, bắt đầu là chậm cái gì đấy. Ok. Ok. Sẽ khá là khó trộm tại vì ở đây mọi người đều mặc bikini. Rồi có một vài cái trang sức. Đúng rồi. Thôi hôm nay đến đây thôi nhá. Cảm ơn anh. Get out. Nhớ gọi em nhá. Khi mọi người lái xe đến cái địa điểm của sự kiện nhạc disco này, có một cái xe khác áp sát mọi người. Chúng ló đầu ra cửa sổ, giơ súng ra bắn. Thấy có vẻ là những người gần giống như mô tả của Johnny, mặc những cái áo choàng màu hơi ngăm đỏ. Tại vì cái sự kiện vừa rồi quá cháy, có thể chúng đã cũng nghe qua tăm hơi là biết nhóm này định đến vào buổi tối rồi, nên định triệt tiêu trên đường. Trên xe của nó sẽ có 3 tên lái xe, 2 tên đang ló đầu ra. Đây là combat trên đường. Combat chủ yếu sẽ là theater of the mind, không nhất thiết phải đúng hoặc toàn bộ các cái action trên cái tờ thông số. Mọi người muốn làm gì thì cứ nói ở thiện. Xe áp sát đến kè mũi xe của mọi người. Hai thanh niên bắt đầu ló đầu ra, một tên tăng con dây lái xe thay vì né ra xa thì nó tông thẳng vô xe thằng đó luôn. Rồi vô đây trên xe cho đang ngủ kêu tùng. Cái cửa kính đang đóng lại, thế là cái cửa kính đập thẳng vô hai thằng đấy. Lăn cho thiện một cái kỹ năng nào thì sẽ phù hợp với lái xe nhỉ? Wisdom hoặc Dex. Wisdom hoặc Dex. Em có proficiency land vehicle luôn á. Có mày lăn giùm mày, tao đi mày cầm tay lái đi để tao. Mày không phải lái đi, tao đâu có cậu đâu. Để tao lấy cái đàn, để tao lấy cái bass. Sau khi tông vô sau thì nó cầm cái nó đọc của nó. Quýt hả? Ray, lăn cho thiện một cái đòn tấn công. Mọi người khác, Châu và Michael làm gì? 18. Ok, 18. Là đang là kiểu hai cái xe đang sát nhau là đúng không? Hai xe đi song song nhau này, xong đẩy nhau. Kiểu Ray có nói trước cho Michael biết là sẽ làm như vậy không? Hay là ngay cái lúc đó luôn hả? Là kiểu tao tắt vô, tao lấy rồi, tao quật nó đó. Đụng vô luôn, hai xe vẫn đang chạy, nó kiểu nó đụng vô nhau nè. Nhưng mà bằng cách nào đấy thì vẫn không lạng lách bằng lúc Ray sai. Bạn ơi, bỏ chân ga ra mà. Nó cho giảm chân ga nhưng mà tay lái mày vậy. Nó rút đầu ra ngoài, bắt đầu nó quất hai thằng kia. Michael có gọi double ngay trong xe bọn nó. Double ngay trong xe.
mình có đi ngang qua cái cổng không? Có đúng không? Ok. Cái gì mà nghe hợp lý là đều có thể xảy ra được. Rồi vậy thì á, em sẽ gọi điện. Kiểu lúc mà đang hai xe đi trên cái cầu á, có một cái thằng tới là cái thằng body double của thằng Michael đang đứng trên chển. Và nó kiểu nó bu vào bên trong xe, nó ngồi ngay cái hàng ghế sau luôn. Nó quay sang ra. Ủa, sếp gọi gì sếp? Sếp gọi gì sếp? Chun. Sau khi mà thấy Michael gọi để đến, thấy chiếc thang đu đến xuống, và sau Joe mới lấy thấy cái đèn, mọi người ơi cái đèn hết chật, không kéo được. Sau rồi mới vứt cái vỉ đấy, không kéo được nên là phải đánh tay. Thì bắt đầu là mấy sử dụng là hypnotic pattern lên tay một cái xe từ đó luôn. Ok. Nếu mà mọi người đã expand resource đến mức đấy thì Thiện sẽ cho auto success. Và cái xe đấy đang ghi xong rồi cả ba thằng trên xe đều lăn ra ngủ. Cái thằng lái xe thì bắt đầu nghiêng sang một bên, cái xe nó lạ rẽ sang một đường khác, mọi người không nhìn thấy nữa. Xong một lúc sau nghe tiếng tưởng nó bay xuống cái bãi biển tắm đuôi. Phải hiểu cái bãi đấy. Đúng rồi. Đấy là một phố đổ chỗ khác. Còn xe này nó bay đến giữa tắm đuôi thật. tự nhiên đang bắn, tự nhiên đang bắn đường rồi xong tự nhiên ngủ sao vậy? Ủa, thiên đường. Tôi đã chết rồi sao? Mình bị đèn là đây sao? Thằng này nó chạy nguy vậy. Không biết. Đây là một cái game fiasco nhân 10 rồi. Spell level 1. Spell level 1. Spell level 1. Mình cho long rest trên xe được. Cho short rest trên xe. Ok. Tranh thủ đi bạn, tranh thủ. Tắt đường. Anh em ngủ tỉ. Thằng đợi của em sao ta? Cho nó hỏi đó đi. Thằng mẹ đã nhảy ra không? Rồi. Gọi điện thoại em nhảy ra rồi xem ạ. Ok. Cái tưởng bảo cái thằng đệ mà trong xe của bọn kia. Trong xe của bọn kia. Em nhảy ra em lấy lại trực thăng rồi ạ. Ok, được, anh tăng lương cho mày không? Tưởng nó cũng lên điện đường rồi chứ. Tưởng nó cũng lên điện đường rồi. Tôi tăng lương. Em cũng đã suy nghĩ vào thiên đường rồi nhưng mà mọi người cần em lái xe để mọi người ngủ. Không sao, em ở đây. Để anh báo agency tăng lương cho em nhé. Ok anh. Không sao, em làm vì nhiệt huyết và em là muốn thấy sự thành công của anh. Để chủ phân đông quá. Đông anh, em có cái shotgun. À, ok. It's a shotgun but in a saxophone, so we call it shotgun. Shotgun. Anh xin phép ăn một demo sa kích. Kiểu có khi nào đang thổi rồi xong bấm lộn nút mà nó bắn thỏng, nó bắn thẳng vào trong họng luôn. Ê lộn. Bắn có khán giả chứ. Ừ đúng rồi. Kiểu bấm lộn nút. Khi mọi người đến cái khu vực câu lạc bộ này, nó to hơn hẳn các cái câu lạc bộ disco khác. Mọi người đã nhanh chóng Ray thổi kẹt một cái đổ đoàn, tất cả khách chạy ra ngoài, còn mọi người ở trong. Xả cúng lên trời vậy đấy, xả đạn lên trời. Xả đạn lên trời, tất cả mọi người la hét chạy ra ngoài hết. Cái tên DJ ở bên trên mà là bọn mày, anh em tao đã quảng cáo rồi. Hắn bấm một đốt trên cái bàn DJ của hắn. Ở xung quanh cái sàn nhảy thì hiện lên những cái tường ma thuật, không thể đi qua được. Đây là boss battle. Tất cả mọi người chỉ di chuyển được trong vùng màu xanh dương. Đấy là cái sàn nhảy. Và khi mà cái thanh niên này hắn DJ nhạc ở đây thì những cái âm thanh nghe nó có vẻ hơi dị một tí. Và những cái âm thanh này nó cộng hưởng tạo lên một cái portal ở giữa sàn. Nhìn xuống thấy toàn lửa là lửa. Một giây, hai giây không có gì. Xong rồi các con quỷ bay lên, trèo lên. Mọi người có thể chọn bất kỳ vị trí nào trong cái sàn này để đứng trước khi bắt đầu combat. Em bay lên nhá. Em bay lên 30 feet. Ok. Holy shit.
đứng ngay như thế, đứng thế vậy nên quay lên 50 feet. Rồi rồi em cũng bay nhưng mà lơ lửng. Anh cũng bay. Thôi cứ về đây. Người to bay đến được. Tân khẳng chứ không cả. Mình lắm chân ray được không? Bạn bạn, tôi có 1m3 á. Sao bằng phân nửa bạn á? Cố lên. Để giới hạn thì 30 feet cũng đúng là cái trần của cái nơi này, không thể bay cao hơn được. Mọi người chuẩn bị bắt đầu. Thanh niên DJ nói trên mic ở bên trên. À, mọi người tưởng dễ vậy sao? Không 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 không. Đây là sàn nhảy. We fuck. Rồi cái sàn nó sáng lên để thiện lăn 4 cái D4 đẹp. Mọi người thấy có những cái đèn spotlight từ trên trần chiếu vào mình, có người màu đỏ, có người màu vàng. Chúng ta phải nhảy khắp sàn nhá mọi người nhá. Mỗi cuối 6 giây mọi người không đúng đứng chỗ mà cái đèn spotlight của mình chiếu lên thì sẽ ăn đam. Ok, cái này nó sẽ chiếu thẳng lên trên và cả bay cũng phải đúng chỗ, đúng ô. Oh no. Chúng ta bắt đầu initiative. Vòng đầu tiên, Michael với Initiative 20 là người đầu tiên thể hiện trên sàn nhảy. Khi bắt đầu, Michael móc điện thoại ra, gọi lại cho thằng đệ khi nãy. Anh biết là kiểu mày vừa mới chạy ra khỏi một chiếc xe hơi và kiểu mày phải nhảy từ chiếc thang bom, chiếc xe hơi khác, nhưng mà bây giờ biết đây là không? Điểm đi xóa, đi đổi xóa đấy, đọc mấy nhà nhảy xuống. Ok anh, em đã nhờ được một cái phù thủy teleport em vào sàn đấy rồi. Đấy ạ. Ok. Cảm ơn nhé. Cảm ơn nhiều nhé. Ok nhé. Bất cứ lúc nào anh. Ok, chào nhé. Chào nhé. Em ngay đây rồi, chào gì anh. Chào. Di chuyển lên đây rồi em bắn công đi. Ok, bắn đi. Cứ hai đứa nào nằm cạnh 5 feet của nhau thì có thể bắn xuyên táo nếu đủ đam. Ok, bên phải nhất, ok. Nếu một phát bắn, chú chú, lại hi hi, viên đạn rích rắc. Hai con biệt luôn. Đòn tấn công thứ hai vào hai con kế tiếp, nát một, trượt. Michael kết thúc turn với cái đèn spotlight màu vàng và vị trí đứng của anh ấy, không có chuyện gì xảy ra. Tiếp theo là Ray ở Initiative 19, cô tiến về phía trước vì không đủ tầm để quật bằng base điện của mình nên cô gậy đàn, hold the dead vào con im gần nhất. Thế nhưng im with save ra 14, success, không nhận đàm, nhạc gì im cũng nhảy. Ray kết thúc turn của mình ở vùng sàn màu đỏ, mặc cho spotlight của cô màu vàng. ADJ nói là Ray nhảy sai chỗ rồi. Ủa, ta đang có màu vàng hả? Nghe tiếng cô nhận 5 đam vì đứng sai chỗ trên sàn nhảy. Không saving throw, không resistance. Đến lượt Joe, không còn slot level 3 nào nên anh dùng phép sleep cast ở level 2. Diện tích rất to, khiến 5 con im trên 6 con lăn ra ngủ. Phép thuật cực kỳ hiệu quả. Joe cũng đã để ý đến đèn spotlight của mình hơn, nhưng vì không đủ tốc chạy để đến vùng màu đỏ. John biết số phận của mình là John cổ vũ Michael, gãy cái đèn. Michael, I believe you man. Yes sir. Anh đành lựa chọn kết turn ở gần Michael. Joe nhận 6 đam từ sàn nhảy. Đến lúc này, cả những người chơi và những nhân vật của chúng ta bắt đầu nhận ra lượng sát thương đứng sai chỗ trên sàn nhảy không phải là một con số cố định, mà lượng sát thương này bằng khoảng cách từ chỗ mình kết thúc lượt đến ô đúng màu gần nhất. Đến lượt bọn im chỉ còn duy nhất một con năng thức, nó bay lại cào Ray. Grid 4 đam. Đến lượt của Grace, anh bay đến cạnh Ray, chĩa cây kèn sucks gun của mình về phía bọn im. Sucks gun 30 feet. Thế là có trúng cả đứa đằng sau không hay là chỉ là kẻ trúng ý? Chùa blast 13 trúng, 11 đam. Hai con im ăn đạn thủng lỗ chỗ và bay màu. Grace kết lượt ở vùng sàn màu đỏ, trùng màu với spotlight của mình, không hề hấn gì. That is all you got. Bring some more, bitch. Bring some more. Oh, tôi mừng vì bạn đã hỏi. Okay. Tôi mừng vì bạn đã hỏi. Khoan. Đến cuối vòng, nhiều bọn bò ra thêm. Ơ kìa bạn, tôi nói giỡn bạn. Ủa, thế à, lỡ tay. Nào quá đi, không biết nào gì nữa. Hết cứu đi. Vòng tiếp theo, bọn ác quỷ tiếp tục ùa ra từ cánh cổng trên sàn disco kết nối với địa ngục. Hai con ác quỷ to béo và hôi thối bước ra, cùng một con quỷ chất lỏng bầy nhảy và một số con im khác và đèn spotlight trên mỗi người đổi màu. Michael cùng thấy thân của mình với những điệu nhảy điêu luyện moonwalk lên phía sàn màu xanh lục. Đòn đầu tiên dùng cơ chế burst fire, xả đạn của súng tiểu liên. Ba con ác quỷ phía trước phải lăn deck safe DC 15 để tránh đạn. Tăng, rỉa nửa băng đạn không cần ngập. Bọn chúng fail hết, ăn 16 đam. Đòn tấn công thứ hai, Michael chuyển lại bắn từng viên một, sharpshooter.
16 trúng, 22 đam. Con quỷ chất lỏng bay nhảy, vừa mới xuất hiện, chưa kịp làm gì, chưa kịp nhảy đã bị bắn cho tơi tả. Ray giờ đã cẩn thận hơn với những bước nhảy trên sàn của mình. Thấy đèn spotlight màu vàng trên người mình, liền di chuyển ngay sang bên trái. Cô tiện tay dùng đàn bass quạt một con im đang ngủ trên đường đi. 17 trúng và hạ gục nó. Có vẻ bạn này đã học được cách nhảy rồi. Đi đánh đấy mà. Lượt của Joe thấy Fat Sleep ngủ rất hiệu nghiệm ở vòng 1, anh cast lại ở level 2, khiến hai con to béo hôi thối lăn ra ngủ phì phò cùng với bọn im. Tên DJ thấy vậy không vừa lòng, lên tiếng chửi. Ơ kìa, trời thấy không hay, bạn nhảy phải để lại nhảy cùng chứ. Nhạc dở bạn ơi. Nhạc hơi dở. Thôi nhạc nào. Thôi, cứ phải 6 giây đã mới đổi nhạc. Joe kết tơn ở vùng sàn màu xanh lục và không hề hấn gì. Grace thấy bọn ác quỷ đã bị Joe kiểm soát với phép ngủ, liền tự tin bay tới. Xoạch xoạch đoàn Burst Fire, một ô vuông 10 feet vào ba con quỷ bên phải. Chúng đang ngủ nên auto fail deck save. 17 đam, chí mạng, người thủng lỗ chỗ từ những mảnh vụn của Sucks Gun. Biệt đội Asker đến giờ đã hiểu cơ chế của sàn nhảy hơn, feel theo nhạc hơn, đúng như tinh thần của thành phố đầy sôi động Dazzling Water. Vòng tiếp theo, đèn spotlight không đổi màu, nhưng tên DJ quyết định thử thách mọi người hơn, đổi nhạc, kéo theo sàn nhảy cũng đổi vị trí đèn. Má ơi. Ok, anh Thiện bảo anh Thiện dành một ngày. Anh Thiện tô mấy cái này. Ô thì ra là cái này đấy. Anh xanh cả chiều đánh tô. Ôi, tôi chuẩn bị cắt invisible rồi đó. Cái vùng không có đèn thì không tính. Ồ, không có đèn à. À, cái màu xanh thì không có đèn. Ờ, màu xanh nhạt hơn, đấy là không có đèn. Là không có đam à? Là có đam cho tất cả mọi màu. Là vẫn không đúng màu. Lại không có màu, lại không đúng màu. Michael, bốn ác quỷ mới bò lên từ cổng địa ngục, trong đó có hai con râu ria sùng xoàm mà biệt đội Asker đã gặp từ trước. Michael cùng thấy thân tiếp tục đi đầu với những bước nhảy hoàn mỹ về phía bên trái. Em nghĩ là tăng lương cho mình cũng không nhờ cái việc tốt hơn được công lý đâu. Anh thỉnh thoảng về diễn cho private show gia đình em là được ạ. Không, cái không, cái đó tốn tiền của em ạ. Cái đó tốn tiền. Cái đó tiền của em ạ. Cái đó tiền. Ok, thôi được rồi anh. Phát đầu tiên, anh bắn về phía con râu ria bên trái. Sharpshooter, 21 trúng, 19 nam. Phát thứ hai, Michael trượt, nhưng Unleash Incarnation, anh nhờ thầy thân bắn thêm một phát nữa. 15 trúng, 24 nam. Pow pow pow, tên quỷ trúng đạn hai phát, đau đớn gầm gừ. Ray tiếp tục xải cánh bay theo ánh đèn trên sàn nhảy. Cô không ở trong tầm cận chiến để đập bằng cây bass của mình, nên gảy Toll the Dead vào con quỷ béo ở bên trái. Thế nhưng nó ngủ rất sâu từ phép của Joe. Trong mơ có nhạc riêng, Wisdom Save 15, Success không nhận đam. Ray không vừa, dùng bonus action để gọi Spiritual Weapon, một cây đàn bass quang phổ hiện lên đánh thêm tên quỷ lần nữa. Nhưng dù với advantage 9 trượt, cô thất vọng kết turn đi hết tốc bay nhưng vẫn hụt một ô trên sàn nhảy, chưa đến được vùng màu vàng, nhận một đam. Tên râu ria bên trái cố nhịn đau tiến lên, không thể với được Ray hay Grace đang bay, nên hắn lao đến phía Michael và thấy thân. Oh no, mới được tăng lương. Hai phát chọc bằng giáo và râu đều trượt thấy thân của Michael. Né hay thế bạn ơi. Tên râu ria bên phải thì lao đến đánh Michael. Giáo 12 trượt, nhưng râu crit 7 đam. Michael phải lăn Constitution saving throw hoặc bị poison. Con save. Đừng là một. Đừng là một. Cái miệng. Poison. Và khi bị poison kiểu này không thể hồi máu được. Con quỷ chất lỏng bầy nhảy dash đến phía Joe. Hết lượt, Joe suy nghĩ đến việc dùng tiếp phép sleep, nhưng vì đấy là phép diện rộng và bây giờ ác quỷ cùng đồng đội đang đứng lẫn lộn nhau, nên anh quyết định không dùng. Thay vào đó, bonus action xoay một vòng, búng tay phép biến mất, biến lại chỗ này. Xoay. Còn action, anh lựa chọn đã đến lúc để dodge, né và breakdance trên sàn nhảy. Grace. Tiếp tục là Sucks Gun. Toàn về phía hai con quỷ râu ria. Một con deck save fail, nhận 20 đam và lăn ra chết. Grace tự tin vỗ cánh, kết tơn ở vùng sàn xanh lam. Chắc bạn là cleric không vậy? Đoàn reload. Cleric thì ác quá. Cleric 1970, không phải cleric trong cổ nữa rồi. Điện bạn về đi ngục. Cách hồi máu hiệu quả nhất là hồi máu âm cho địch.
Bro. Bro. Send you to Jesus. Cần chi gọi Chúa, tôi có thể gửi bạn tới Chúa. I will send you to Jesus. I send you to Jesus. Con quỷ hôi thối Dash từng bước nặng nề bước về phía giữa mọi người. Vòng mới, đổi nhạc, đổi sàn, đổi cả đèn spotlight luôn. What the fuck? Thật hả? Thật hả? For real? Real man? For real? Bro, what the fuck? Thôi, cả bọn tranh nhau chỗ đứng rồi. Không sao, tôi với bạn bay được. Tôi hạ xuống 20 feet, bạn trên 30 feet. Smart. Là bây giờ anh DJ mở nhạc, to hết cỡ. Hết cỡ luôn. Nhạc hơi cháy bạn ơi, khả nhiên. School. Một toán quỷ nữa vừa bay vừa bò ra khỏi cổng portal. Hai con quỷ may với cái đuôi có những gai nhọn, một con ba bầu với cái sừng mọc cong từ gáy nó, nhảy lên giương móng vuốt nhìn một loạt quanh sàn. Thế nó có. Nhảy đi theo các bạn. No. Yeah. Tổng vuốt là cây. Chúng ta cùng học màu nào. Phối màu. Michael bắt đầu tơn ở trong vòng 10 feet của con quỷ hôi thối, phải lăn Constitution Saving Throw DC 11 để không nhận đam acid. Anh lăn 17, không nhận đam vì đang bị disadvantage, bất lợi thế vào đòn tấn công sẵn từ hiệu ứng poison. Michael mặc kệ, không thèm chạy ra khỏi cận chiến mà bắn luôn. Nhưng 8 và 6 thì trượt mất rồi. Tên quỷ râu ria dùng râu của hắn đẩy họng súng của anh sang một bên. Michael và thế thân lộn nhào đến những ô màu xanh lam trên sàn disco. Xin mọi người đừng nói những gì tôi sắp làm cho cái hiệp hội bảo vệ sức khỏe an toàn của người lao động. Tôi kêu thằng nhảy qua khỏi cái con này tới cái ô này. Ok. Ok anh. Cái cú nhảy này định không? Cho cái MV sắp tới của anh không sao, em đã tập rồi. Jesus God. Khi kết lượt, anh gồng mình, gắng sức concept một lần nữa để loại độc ra khỏi cơ thể mình. 19, thành công, hết poison. Ray bắt đầu tơn trong vòng 10 feet của con quỷ hôi thối. Concept 16, không ăn đam acid. Ray lội một vòng trên không, may đến ô màu xanh lá. Cô cầm chắc cây bass, gảy một hợp âm nửa cung siêu trầm, gây ra một tiếng rít đinh tai nhức óc. Conquering Presence. 7 tên quỷ xung quanh cô phải wisdom save hoặc bị frightened. Chỉ có 2 tên thành công. Nhưng Joe nhanh trí, Silvery Bobs khiến một tên nữa fail. Joe cho Michael cái advantage từ Silvery Bobs. Chưa hết, Ray di chuyển Spiritual Weapon, cây đàn quang phổ của mình, đến đánh tên quỷ một sừng. Lúc này, vì người chơi của Ray là Covers đang có vấn đề kỹ thuật nên nhờ người chơi của Grace là Cá lăn hộ đòn tấn công Spiritual Weapon. Tay mày như quẩn á. Chưa. Tay mày như quẩn. Tao đều cầm tao. Lượt tên quỷ dâu, hắn chọc Michael hai phát, nhưng tay vẫn run vì bị frightened bởi Ray, đánh bất lợi thế. Trượt hết, cuối tơn, tên quỷ hít một hơi sâu, trấn tĩnh lại, with save 19, hết sợ, con quỷ bầy nhảy, không bị frightened, tiến tới, cắn Michael. 9, trượt, lượt của ba bao, con quỷ một sừng. Dù đang frightened, hắn vẫn cố cào Ray, nhưng 12 thì trượt rồi. Thay vì tấn công lần nữa, hắn dùng phép hit metal lên cây đàn bass của Ray, nhưng actually. Lì thì cây đàn của em không phải bằng kim loại, cây đàn được làm bằng gỗ và graphite, nó được làm bằng ebony, cho nên là nó không thể nóng được. Vậy thì sẽ chuyển cho người khác vào cái súng của Michael. Michael đang còn safe. Ở đây shot, cây đàn được làm bằng gì? Không phải là kim loại đúng rồi. Actually, chắc chắn là kim loại. Actually. Michael, concept với advantage từ Silvery Bob thành công nhưng vẫn cầm súng trên tay nên vẫn ăn 9 đam lửa. Rất tức giận, tên ba bao cuối tơn không trấn tĩnh được và vẫn frightened. Joe concept để chống acid đam, lăn được 3, anh không chấp nhận kết quả này, dùng lucky để lăn lại, 9, vẫn nhận 5 acid đam. Thôi được rồi, với hành động của mình, cái gì hiệu quả thì cứ làm thôi. Sleep, level 2, một lần nữa, vào 3 con quỷ bên phải, nhưng lần này, chúng rất mạnh, chỉ một con chìm vào giấc ngủ. Joe cho Michael một bardic inspiration để giúp anh ấy, hiện giờ đang kẹt giữa 3 con quỷ, rồi theo điệu nhạc, bước lên vùng sàn màu xanh lam. Con quỷ bay có xương gai, quất đuôi một cái, ném hai ngọn gai về phía Grace, nhưng frightened, disadvantage, trượt cả hai. Cuối tơn, nó cũng vững lại tâm lý, wisdom
Concept 14, Head Frightened từ Ray. Và Grace, Concept cho con quỷ hôi thối 10, Fail, nhận 5 năm acid. Nhưng anh không phiền. Với hành động anh làm gì? Sắc sắc đoàn, sắc sắc đoàn. Vì cả DM và người chơi lúc này đang quá phiêu với nhạc, diện tích bắn Burst Fire của Sucks Gun đã chuyển từ hình vuông 10 feet sang hình nón lúc nào không hay. Bò vào đó. Trời ơi. Đó, tôi chỉ hết. Rồi. Michael lăn hai cái deck xếp, một cái cho mình, một cái cho double. Có mày. Tính saxophone. Grace xả thẳng sax gun vào khu vực cả bạn cả thù. Ba con quỷ deck xếp DC 15 fail hết, dính đạn, còn Michael và thế thân. cả hai anh em nhảy lên lộ vòng trên không. Được đấy nhờ. Không, đây. Hai anh em cái nhảy lên, nắm tay nhau xoay vòng cái đổi chỗ chứ. Chào luôn rồi. Đánh chỗ. Xua, chào đổi luôn. Chỗ luôn, ôi ơi. Ok. 20 đam, Grace hạ gục con quỷ hôi thối. Bonus action, reload, rồi bay lên đầu Joe ở cùng một ô xanh lam, chung với đèn spotlight của mình. Vòng 5, đổi nhạc, đổi sàn, đổi màu spotlight. Nhưng cánh cổng địa ngục giờ đã đóng lại, không còn con quỷ nào bước ra nữa. Michael cùng thấy thân lướt trên sàn về phía bên trái. Hai con quỷ opportunity attack trượt, nhưng Michael cũng bắn trượt cả hai đòn đánh của mình, kết tơn trong vùng màu xanh lá. Ray solo tên ba bao, mãi đến giờ mới được cầm base phang thỏa thích. Đây, để tao. Đòn 1, 16, trúng, thêm cả Thunderous Smite và Divine Smite. 24 đam, ba bao strength save cho Thunderous Smite thành công. Joe nổi hứng, bắt nó lăn lại với Silvery Barb. Nó vẫn giữ vững sức mạnh của mình, nhưng sát thương thì vẫn đã được gây ra, và concentration cho hit metal từ con ba bao đã bị mất. Đòn tấn công thứ hai của Ray, 9, trượt, tên quỷ râu ria đuổi theo Michael, đánh trúng với đòn giáo của mình. 13 đam, Michael phải concept cho hiệu ứng mất máu, nhưng anh ấy thành công. Con quỷ bay nhảy trườn lên chỗ của Joe và Grace, nó nôn vào người Joe nhưng không về tới được Grace vì anh ấy đang bay. Joe deck save thành công. 22, breakdance tránh ra, không dính đam từ bãi nôn. Với một chút rối loạn ở turn order, DM là mình đã skip mất turn của con ba bao. Nhưng như mình hay nói, đối với cả người chơi cũng như với cả DM, feature không nhớ là feature không có, turn không nhớ là turn không có. Đây là game chú trọng kể chuyện, rule of cool, không phải cứng nhắc cơ chế game. Con ba bao một sừng, sẵn bị frightened bởi Ray từ trước, giờ ăn thêm phát smite trời giáng, đã ngỡ ngàng, hoảng sợ, đứng như trời trồng trong lượt của nó. Joe giờ đã gần hết tài nguyên, quyết định disengage, chuồn ra một góc, tin tưởng đồng đội lo nốt. Nhưng anh vẫn không quên thả lại một lời động viên ba deck inspiration cho Ray trong lúc chạy. Ray, go lên man, send him to Jesus. Kết lượt ngoài vùng màu xanh nước biển, ăn một đam từ sàn nhảy. Lượt của quỷ bay xương gai, nó dí manh cổ vào những cái gai của mình, nhưng ném trượt cả hai. Lượt của Grace, mình sẽ để ba đấy tự nói. Để em đo đạc cái đã. Wow, hình học không gian. Wow. Ray đang ở cạnh con này đấy nhá. Bắn hề. Bắn luôn. Tôi chắc bạn luôn. Em đang ở đây. Sao bạn đánh luôn? Em là một phát sắc gần. Xếp đi bạn. Xếp nào? Ai cũng xếp. Còn ơi. Con luôn thì em Silvery 3 thành công. Một con qua. Con kia ăn 21 đam. Cuối cùng rồi đó, Silvery 3 cuối cùng rồi đấy. Hết fan luôn rồi đấy. 15 được. Cảm ơn. Đoàn. Cả Ray và ba bao deck save thành công, cuốn người né đạn như Matrix. Còn con quỷ bầy nhảy deck save fail, ăn 21 đam, tàn dã. Ác quỷ đã dần dần rời khỏi sàn disco. Chúa sẽ cứu rỗi mày. Dùng bonus action reload. Những con quái vật đang ngủ bị skip lượt. Vòng mới, nhạc mới, sàn mới. Nhưng DM đã quá mệt để đổi một spotlight. Michael và thấy thân chạy về vùng xanh lá. Con quỷ đánh với theo nhưng trượt, và Michael bắn cũng trượt. Ray tiếp tục vùng base. 17, trúng, 8 đam. Phát nữa, Grit bật hết tất cả các thể loại smite, đúng như một basic paladin. Thêm spiritual weapon, kết liễu con ba bao ngay lập tức. Không biết bao nhiêu cố gắng. Còn ai phải trên nóc nhà gãy tàn rất là điêu luyện đúng không? Kiểu rất là hăng say. Và dùng hết tất cả những cái spell slot cuối cùng của mình, xoay cái đèn trên tay cho nó bay từ trên trời bổ thẳng xuống đầu con. Rồi cô ấy múa một vòng, bay ra vùng sàn màu vàng. Các lượt sau sẽ được tua nhanh. Con dâu chọc trúng Michael, 7 đam. Quỷ xương gai ném trượt Grace hai phát. Joe đứng yên tại chỗ và nhảy, hết sạch tài nguyên. Dodge, Grace xa đến. Anh ấy làm gì? Oh, magic weapon. Lord have mercy. Lord have mercy.
rồi đoàn. Không hiểu sao hăng máu thế nào, không những bắn con quỷ dâu mà bắn cả Michael luôn. 17 đam khiến Michael nằm bất tỉnh. Thanh niên thầy thân thấy Michael đã bị bất tỉnh, teleport về nhà. Thế nhưng Michael cũng không ngất lâu vì Ray ngay vòng sau dùng phép S để hồi máu lại cho Michael. Bọn quỷ còn lại nhiều tên vẫn ngủ từ đầu, hai tên đang thức máu yếu không phải là trở ngại cho ác chủ của những trái tim. Họ dần dần dọn sàn nhảy trong một vòng tiếp theo. Điểm nhấn cuối cùng là khi Michael tỉnh dậy lại gọi thầy thân teleport đến. Từ từ mình ơi, mình ơi, từ từ mình cười làm nó ghét nhỉ. Kể nãy nói lúc mà em ngất xuống xong cái thằng đệ nó bị teleport ra chỗ khác đúng không? Rồi thật ra là chuyện nó chưa xảy ra, em lấy điện thoại đang gọi nó lại thêm lần nữa. Chỗ nó tay cao. Chào anh, em là đệ hai. Cái thằng kia đang nghỉ ngơi tí anh ạ. Để hai chạy. Ủa để hai sợ ít máu đi. Cho nó tan ca đi. Nó mệt quá. Nó khổ lắm rồi. Nó khổ lắm luôn rồi. Kiểu anh ơi, em sáng giờ chưa gì cái bụng. Không phải đi làm. Em phải đu trực thăng xuống. Em chạy qua lật xe em đu trực thăng xuống. Em đó nhập cái người. cái hồi gọi thằng đệ khác không gọi đệ cũ nữa. Rồi thằng này đệ khác. Đệ ba rồi. Đệ ba đúng rồi. Mày kiếm đệ tám. Mày cổ đệ tám. Mày cổ đệ tám. Nói thằng đệ là em mới hôm mày đừng đứng đó đúng không? Mày đứng giúp tao. Thằng đệ kia có bảo em rồi ạ, à, sàn nhiều màu. À sàn nhiều màu. Con hiểu chuyện rồi đó. Rồi. Anh với mày hợp tác được á. Anh với mày hợp tác. Dạ, hôm nay anh kiểm tra kết quả. Nếu mà tốt anh cho em lên làm đệ một ạ. Để một bản thân anh, để một bản thân anh khó là đệ nhị nha. Nó khổ lắm rồi. Ok, đệ nhị cũng được ạ. Đệ nhị khó lên đệ nhị nha, rồi từ từ mình tính tới chuyện thăng tiến sao ha. Dạ rồi, bạn đứa nào ạ. Giờ mới dùng action search để kết thúc combat. Okay. Thành cái đệ tam với cả Michael cứ cho flavor dựa lưng với nhau. Tất cả bọn còn lại bây giờ đều đang ngủ rồi. Mọi người hoàn toàn có thể dồn đam cùng đánh một lúc để nó tỉnh dậy là nó ngã chết luôn. Cái combat này đã decided là mọi người đã nắm phần chiến thắng. Khi mà tất cả các con quái, con ác quỷ trên sàn disco đã bị tiêu diệt, cái lớp phép thuật ở bên ngoài cái sàn vỡ ra. Mọi người có thể Theater of the Mind miêu tả chạy lên bắt thanh niên DJ thế nào? Em bay lên. Bay đang bay thì tôi phóng cái rìu của tôi tới, phóng vô cửa kính của nó. Sau đó tôi bay, tôi la thẳng vào cái lỗ đấy. Em bay sau cái lỗ hơi bé, em cầm sọt gân. Con sau khi mọi người bắt được thanh niên DJ này và tra hỏi thêm thì biết là bọn này là cả một cái cult DJ of the Devil, và vẫn còn nhiều người trong cái bọn này đang ẩn náu trong thành phố nữa. Có vẻ đây sẽ là một vụ dài. Nhưng dù sao, vấn đề ác quỷ trên sàn disco tối hôm nay thì cũng đã giải quyết được rồi. Mọi người có thể hoặc là nghỉ ngơi hoặc là tiếp tục đi tìm manh mối của vụ án này. Tập này của Ace of Hearts, những ác chủ của trái tim sẽ dừng lại tại đây. Transition cái screen, những cái trái tim nó thu bé lại. Jesus Christ. Chúng ta đã tưởng bao nhiêu Michael để đến được đây. We lost everything. Đâu còn Michael để tan chở chúng ta về nhà. Còn Michael để tan chở mọi người có thể ngủ tất cả la liệt. Mọi người giật bị chết ngợt bởi sắc gân. Cleric này hình như còn không dùng spell slot mấy. Không dùng nó luôn. Dùng sắc gân. Cleric này nó lạ lắm. Cleric thổi kèn. Thổi kèn. Who is the devil now? Vậy chúng ta đã kết lại tập 1 của Ace of Hearts, Devil's at the Disco. Devil là ai thì chúng ta sẽ để các khán giả quyết định. Michael kiểu đầu nghe bắn uống cong cong cứ đi đây. Cái này cũng... Trời ơi, mỗi lần.
buổi chơi của chúng ta tạm dừng tại đây. Nhưng biệt đội Atker cùng với phong cách D&D đậm âm nhạc và cá tính vẫn có thể trở lại nếu họ được nhiều khán giả yêu thích. Like và comment bên dưới để cho Thiên biết có nhiều người hứng thú nhé. Tham gia Discord để chơi D&D cùng bọn mình. Và subscribe để không bỏ lỡ những nội dung D&D Thiên upload về sau.